Sáng 6 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo về vụ việc nhóm học sinh một trường cấp 2 ở Tuyên Quang dồn nữ giáo viên vào tường và ném dép vào cô giáo. Sự việc đang gây ra bức xúc trong dư luận. Thông tin được đăng tải trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo do Thứ trưởng Ngô Thị Minh ký khẳng định một nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương đã có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với nữ giáo viên. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo, xác minh, làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm với các cá nhân và tập thể liên quan, bao gồm giáo viên, học sinh, lãnh đạo trường, đơn vị quản lý giáo dục huyện và các cá nhân đơn vị liên quan khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo kết quả về Bộ trước ngày 29 tháng 12. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cô giáo sau khi kết thúc tiết dạy âm nhạc bị nhóm học sinh lớp 7 liên tục chửi tục, ném giấy rác vào người. Khi giáo viên xách túi rời lớp thì các học sinh chốt cửa lại, không cho ra ngoài. Tiếp đó, một học sinh dùng dép ném vào cô giáo. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, sau sự việc, nhà trường đã tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh lớp 7C và 6A, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, phối hợp với nhà trường, giáo dục đạo đức học sinh, không để xảy ra sự việc như trên.